Hello mọi người, hôm trước lên Sapa đi cái xe cabin nó ưng quá nên là về giới thiệu cho mọi người luôn. Lần đầu tiên đi xe khách mà có cả phòng chờ và đồ ăn nhẹ trước khi lên xe, mình khá là bất ngờ về điều này. Khi mình đặt hạng cabin VIP này thì nhân viên sẽ mời mình lên tầng 2 để mình tự do ăn uống và nghỉ ngơi ở đây chờ xe tới đón. Còn ai đặt vé thường thì mình vẫn chờ ở dưới tầng 1 nha. Đây chính là không gian của phòng chờ, mình thấy nó cũng ok lắm ấy. Tên chọn một ít đồ ăn nhẹ để chuẩn bị lên xe nào. Đồ ăn là hoàn toàn miễn phí nha. Hạng xe lần này mình đi đó chính là cabin VIP của nhà xe Hải Sơn Hải Vân. Bình thường mình đi xe thì hay bị say lắm luôn ấy, nhưng mà đợt này mình thấy xe này chạy khá là êm và cũng không bị mùi xe nữa. Mỗi cabin như thế này thì sẽ dành cho hai người và mình thấy nó khá là riêng tư vì có cả rèm để mình đóng cửa lại. Và đặc biệt là không được hút thuốc lá trên xe nha. Trên xe trang bị sẵn cho mỗi người một chai nước, ổ cắm sạc điện thoại và một số tiện ích khác. Mình thấy có khá là nhiều tiện ích như là đèn gầm, đèn trần, có cả tivi, mình bấm vào là tivi sẽ bật lên, tai nghe, sạc điện thoại, massage lên xuống ghế. Mình thích nhất là cái phần massage này vì bấm vào nút một phát là hệ thống massage sẽ tự động chạy. Đấy, các bạn xem qua đã thấy ưng chưa? Còn mình và con bạn